Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Có nhiều cô chú anh chị và các bạn đó là quan tâm tới cái vấn đề là chăm sóc cây con của mình nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài điều rất là quan trọng trong cái việc là trồng cây sầu riêng con các bạn. Cái đám sầu riêng con này của mình nó là 22 tháng tuổi các bạn. Là một năm 10 tháng đó. Tới tháng 9 này là nó được tròn 2 tuổi là 2 năm. 24 tháng. Cái đám con này này các bạn. Cái điều đầu tiên á quan trọng đó chính là cái chọn giống. Thì đối với bản thân mình đó các bạn, khi mà mình đi chọn giống cây sầu riêng con á, mình không có quan tâm là cái cây nó là cái tàn nó đẹp quá nha các bạn. Mình không cần cái tàn nó quá đẹp, nó quá chuẩn đâu. Cái điều quan trọng nhất á, khi mà mình đi lựa cây con á, là mình để ý tới bộ lá của nó các bạn. Các bạn tìm những cái cây nào á, chọn những cái cây nào mà cái bộ lá của nó xanh đen các bạn, xanh mà nó chuyển sang cái màu xanh đen đó các bạn. Mình ví dụ á là cái màu xanh mà nó xanh như thế này các bạn. Đây nè, mình tìm những cái cây nào á mà có được cái màu lá xanh như thế này mình mua thì cái cây nó phát rất là màu các bạn, nó phát triển rất là màu. Còn những cái cây á mà các bạn mà mua á mà cái lá mà nó cứ hơi vàng vàng như vậy nè, là nó sẽ phát triển chậm, thường là nó sẽ phát triển chậm nha các bạn. Còn những cái cây nào nó đan, nó gọi là đan cây, mình gọi là đan cây ấy, cái cây nó đan á, nó cứng cây ấy, thì cái lá của nó ấy, nó đan, nó xanh đen như vậy nè. Bởi vì khi mà xanh đen như thế này ấy, là tức có nghĩa là cây nó bộ rễ rất là khỏe các bạn, nó tổng hợp được dinh dưỡng và cái cây nó khá là khỏe thì cái bộ lá của nó mới xanh đen như vậy được. Thì thường ấy, những cái cây con mà mình đi chọn ấy, là cái tàn mình không cần phải quá đẹp, không cần phải là nó tàn dù, nó không cần phải quá đẹp, nó phải là tàn dù nhưng mà không cần quá đẹp nha các bạn. Cái điều quan trọng nhất là mình sẽ chọn những cái cây nào nó đan cây, nhìn nó cây nó cứng và cái lá của nó xanh hơn, đen hơn những cái cây khác thì mình chọn những cái cây đó nha các bạn. Rồi cái điều thứ hai ấy, là khi mà trồng cái cây con xuống các bạn, cái chỗ này của mình là cái chỗ này nó hơi đồi nó dốc dốc các bạn. Ngày xưa ấy, mình có thuê cái xe múc á, nó múc cái bồn nè các bạn, múc nè, múc cái bồn này, cái bờ nó cao các bạn, đây nè, thấy không? Đó cái bồn, trong này cái bồn, thì khi mà múc cái bồn này á, là mình để cho nó có được cái chiều bề ngang ở trong một cái bồn như vậy này các bạn, để cho nó hạn chế là nó trôi nước xuống dưới cái đồi á, cho nên á, dù là mình móc bồn nhưng mà khi mà mình cắt trồng á, mình bạn thấy không? Các bạn thấy là cái mình trồng có lên một cái mô không? Đó. Thì thường sau này á, các bạn mà trồng các bạn để ý là đa số ai cũng trồng mô hết rồi các bạn. Mình thấy là ai cũng biết cái điều này rồi. Là trồng á là trồng mô, tức có nghĩa là khi mà mình trồng cái cây con này xuống á là mình đặt cái bầu là nó sẽ cao hơn mặt đất, một nửa bầu nó sẽ cao hơn mặt đất và mình vét cái đất ở ngoài, mình đắp cái mô lên. Để cho mai này cái cổ rễ của sầu riêng này ấy, nó sẽ nằm ở trên mặt đất và nó không có bị úng nước các bạn. Cái thằng sầu riêng này ấy, là sợ nhất là bị úng nước vào cổ rễ các bạn. Về lâu về dài ấy, nó ngày xưa ấy, mình cũng có từng bị những cái cây đó nó úng nước mà nó chết luôn các bạn. Nó chết cực kỳ mau luôn, khoảng cái chừng 1-2 tuần là nó chết luôn. Nó là do qua một mùa mưa thôi, mình không để ý mà nó bị úng cái cổ rễ đó. Thì về sau này ấy, thì đa số mình thấy bây giờ ai thì cũng biết rồi các bạn, biết là trồng mô lên như thế này nè. Thì cái việc mà trồng mô như thế này ấy, mình cảm thấy rằng là nó phát triển rất rất là mau nha các bạn. Mình thấy nó phát triển mạnh hơn là mình trồng bằng đó. Mình trồng mô lên một chút thì mai này ấy, đất nó còn sụt xuống một chút nữa các bạn, thì tương đối là nó cũng bằng thôi chứ nó không có quá cao đâu. Các bạn cứ không cần phải đào quá sâu đó, không cần phải đào một cái hố quá sâu, đào hơi tí thôi xong đặt cái bầu xuống, mình vét đất vô thì cái đất thì cái cây của mình nó phát triển mau lắm. Còn những cây trồng sâu là nó phát triển nó sẽ không mau bằng những cây trồng mô như thế này. Rồi cái điều tiếp, cái điều đó là cái điều thứ hai là khi trồng nha các bạn, khi trồng là để ý nha, là trồng mô ha. Rồi cái điều thứ ba mà mình cảm thấy được á là như thế này, khi mà bắt đầu các bạn mua cái cây về á, các bạn có gặp cái trường hợp á là nó có một cái thân bình thường nó mọc lên đúng không, nhưng mà sau một thời gian nó sẽ có một cái chồi, sau một thời gian nó sẽ có một cái chồi khác mọc lên kế bên và nó vượt thẳng đứng lên, và cái chồi nó rất là mạnh nha các bạn. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thường á các bạn là
là sẽ để cái chồi, để cái chồi bình thường và cắt cái chồi mới mọc đi, đúng không? Nhưng mà thật sự với kinh nghiệm của mình á, mình trồng một mình thấy rằng á nha các bạn, là cái chồi mới ấy, mà nó mọc lên nè, cái chồi mới nè, ví dụ đây là cái chồi gốc của nó, là mình mua về nó có một cái chồi gốc là cái tàn dù gốc nè, nhưng mà sau một thời gian nó mình trồng khoảng chừng vài tháng sau á, nó có một cái chồi mới mọc lên, vào cái chồi nó mọc rất mạnh nha các bạn, cái chồi nó đen mà nó mọc rất mạnh, thì mình sẽ để cái chồi đó, mình sẽ để cái chồi mới mọc chứ mình không để cái chồi cũ nha các bạn. Các bạn không tin các bạn thử nghiệm đi, cái chồi đó nó lên rất mạnh và nó lên sẽ khỏe hơn rất nhiều nha các bạn. Đó thì cái này là cái cành cũ của nó nè, và nó lên một chồi khác nè. Mình ví dụ một cây khác cho các bạn xem nhé. Mình có rất là nhiều cây như thế rồi, mình sẽ ưu tiên cái chồi mới mọc chứ mình không có để cái chồi cũ nha các bạn. Đây nè, các bạn ý nè, thấy không? Khi mà mua về đây là cái chồi gốc của nó nè, cái chồi gốc của nó nè, đó, cái chồi gốc của nó là nó như thế này. Nhưng mà sau một thời gian trồng á, là nó sẽ lên một cái chồi khác, đó, một cái chồi khác thì mình để lên nè các bạn. Đó, các bạn thấy ok không? 22 tháng tuổi, của mình thấy là cái cây này nó còn phát triển, nó còn mạnh hơn nhiều, nó còn phát triển mạnh hơn nhiều so với những cây khác luôn nha các bạn. Đó là kinh nghiệm của mình nha các bạn. Nè, nó mạnh hơn nhiều luôn á, nó mạnh hơn nhiều so với những cây khác luôn. Rồi, cái lưu ý thứ ba, cái thứ tư á là khi mà mình trồng khoảng cái chừng 4-5 tháng sau mà cây nó không phát triển thì mình nên mua một cây khác về trồng luôn nha các bạn, đừng có tiếc nha. Đây mình ví dụ cây này mình tiếc nè, mình đổ thuốc bệnh nè, rồi đổ Ridomin, Alias, rồi đổ Metalaxy, còn máy Pacific á, nó mình đổ tùm lum thuốc hết á, thì nó cũng hồi các bạn, nó cũng phục hồi, và tưới tuyến trùng nữa thì nó cũng phục hồi. Nhưng mà để mà so với những cái dàn cây 22 tháng tuổi khác của mình nè, đó, 22 tháng tuổi khác của mình nè, và cái cây này là cái cây nè, là cái cây trồng sau đó, là sau khoảng cái chừng 4 tháng sau mình trồng là các bạn, đó, 4 tháng sau mình trồng cây này mà nó phát triển ghê không các bạn. Mà cái cây này bây giờ 22 tháng tuổi nè, mà nó còi cọc như thế này nè, thì nó cũng hồi được, nhưng mà theo mình khoảng 4-5 tháng sau ấy mà nó không phát á, các bạn mua cái khác về các bạn trồng luôn các bạn, đừng có để. Bây giờ nó còi cọc nè, nó lên thì nói chung là bây giờ nó cũng hồi đấy các bạn, nó cũng hồi rồi đấy, mình chữa thì nó cũng hồi rồi, nhưng mà theo bản thân mình thì không nên nha, trồng cây mới luôn cho nó nhanh các bạn. Bởi vì cái cây này ấy, thứ nhất ấy, khi mua về ấy, nó đã bị bệnh cổ rễ rồi, rễ nó đã không được khỏe rồi các bạn, rễ nó không được khỏe. Với lại cái thứ hai có thể là cái bộ rễ của nó là hai rễ cọc các bạn, nó không ngon đâu các bạn. Cho nên là 4-5 tháng sau nếu như mà cây không phát triển bình thường, cây không phát triển được bình thường ấy, thì mình mua luôn cây khác về trồng vô nha các bạn. Cái điều thứ năm đó là cắt tỉa cành. Thì đối với cây con này nè, mình cắt tỉa cành á, thì thường các bạn khi mà mình trồng xuống á, mình không có vội cắt tỉa đâu các bạn, mình để cho nó mọc tự nhiên hết. Mà để cho nó mọc tự nhiên trong 1 năm đầu tiên, mình rất ít đụng dao đụng kéo vô nha các bạn. Trừ khi những cái cành nào á, mà nó nằm dưới gốc á, mà nó sát đất quá, những cái cành tăm á, mà nó sát đất quá, sát gốc quá các bạn, sát mấy cái gốc quá. Cái cành tăm á, mà nó sát đây nè, mấy cái cành tăm này nè, mà nó sát gốc quá thì mình mới bấm tỉa đi thôi. Nhưng mà khi bấm tỉa mình cũng phải khoảng cái chừng ít nhất là 6 tháng sau thì may ra mình mới bấm tỉa cái này, nhưng mà rất là hạn chế nha các bạn. Trừ khi là cái cây của mình nó phát triển mạnh, khỏe thì mình mới bấm tỉa đi thôi. Còn cây mà bình thường mình không có bấm đâu. Thường á là mình để cho nó phát triển tự nhiên trong 1 năm đầu. Và nếu trong cái trường hợp mà khi mà nó phát triển ấy, mà nó mọc ra một cái chồi mới, thì mình ưu tiên chồi mới và mình sẽ bấm nhẹ cái ngọn của cái chồi cũ đi nha các bạn. Bấm nhẹ cái chồi cũ của cái cây đi. Các bạn để ý thì khi nó lên chồi mới ấy, cái chồi mới đó nó lớn rất là nhanh và mạnh, mạnh hơn cái chồi cũ của người ta ghép. Các bạn không tin, các bạn thử nghiệm một cây trong vườn mình đi các bạn thấy. Và mình rất nhiều cây như vậy rồi nha các bạn. Thì đây là một trong những kinh nghiệm mà mình thấy được, là mọi người thường là mình thấy là mọi người cắt cái chồi mới mọc đi và để cái chồi cũ của cái chồi ghép đó. Nhưng mà các bạn thử đi, là theo cái ý của mình á, là để cái chồi mới đó, để cái chồi mới và bỏ cái chồi, bấm ngọn cái chồi cũ đi, để cái chồi mới lại, là nó sẽ lên đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Và cái cắt tỉa cành á thì thường là 1 năm
cây nó phát triển bình thường, không có đụng dao đụng kéo hết, thì sau 1 năm á, bắt đầu mình mới đụng dao đụng kéo nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Bắt đầu mình tỉa những cái cành tăm tăm nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ ở trong cái thân cành này thôi các bạn. Cây này của mình 22 tháng tuổi, thì cái đợt vừa rồi á, cái đợt phục hồi vừa rồi của mình á, thì mình mới đụng dao đụng kéo là mình tỉa mặt tay một chút, là mình tỉa sạch ở trong này đi nha các bạn. Đó, mình tỉa sạch những cái cành ở trong này đi nè. Đó, để cho nó ra cái cốt, ra được cái cốt đẹp của các bạn. Và cái cách tỉa của mình á, thì mỗi một người sẽ có một cái cách trồng và cái cách là thích. Cái sở thích nó khác nhau các bạn. Cái sở thích của mình là mình chỉ thích những cành ngang. Sầu riêng á, mình chỉ thích những cành ngang và những cành khoảng 10 tới 15 độ. Mình rất ghét những cái cành mà 45 độ hoặc là cành vượt. Thật sự á, những cái cành vượt đó là mai này á, mình leo trèo nó rất là khó các bạn. Bởi vì khi mà cái cành vượt đó nó vượt lên á, thì thường là trong thân chính á, nó sẽ không còn cành ngang nữa. Và mình trồng tới thời điểm này á, các bạn phải biết là cành ngang khi mà nó hủy đi á, là bởi vì cành vượt nó ép. Đúng đó các bạn, bởi vì cành vượt nó ép lên. Còn những cái cành ngang mà nó mọc á, mình bây giờ đây, các bạn có để ý, mình có những cây sầu riêng ri toàn là cành ngang không à. Cành ngang á, nó to bằng cái cổ chân của mình á, nó to bắp tay của mình nè, nó đâu có chết đâu. Ví dụ nè, đây là một trong những cành ngang nè, thấy không, cành ngang không có chết được các bạn. Nó đa số mình trên cành ngang mà, cành ngang nó không có chết được đâu, bởi vì cái cành vượt nó quá to đi, cho nên là cành vượt nó ép lên. Thì thường mai này cây nó rất là nhiều cành vượt, và những cái cây mà nhiều cành vượt ấy, mình cảm thấy là với bản thân mình thì mình chăm sóc nó khó, cho nên là mình không có ưu tiên cành vượt, mình chỉ thích cành ngang và những cành khoảng 10 cho tới 15 độ. Ví dụ như những cành 10 15 độ này ha, mình rất thích nè. Những cành 10 15 độ rất thích nè. Nhưng những cành này là chuẩn bị là nó quá vượt lên rồi nè các bạn. Nhưng mà vẫn còn tạm được nha các bạn. Còn những cái cành mà đứng luôn á. Cành vượt đứng luôn á là mình không thích. Ví dụ như là đây. Ví dụ là các bạn, đấy, cành này cành vượt đứng luôn nè. Vượt đứng luôn nè, nhưng mà do cái cành này là dưới thấp nha. Cho nên là mình để nó vẫn được. Nè, những cái cành vượt đứng này các bạn thấy từ xa, bạn thấy không? Nè, những cành vượt đứng như thế này nè. Đó, mình đã bấm cái gọn này đi rồi các bạn. Những cái cành vượt đứng này ấy, nó nằm ở dưới thấp này nè. Nếu mà nó còn lớn nữa thì cái cành này của mình mai mốt là nó hủy luôn nè. Không. Nè, giữa cành này với cành này nó gần nhau nè. Mình đó là mình ưu tiên, thấy không? Mai này những cái cành của mình đó, các bạn thấy à, những cái cành ngang như này bắt đầu to nè. Nó to nó mập ra. Thì mình rất là thích những cái cành ngang như thế này, bởi vì cành ngang như thế này mai mốt á, mình chăm sóc nó dễ hơn nhiều các bạn. Và đặc biệt những cái cây sầu riêng ri. Sầu riêng ri á các bạn, mình mà để những cành đứng cành vượt á, nó rất là khó chăm nha các bạn. Bởi vì á, ri á, đối với bản thân mình á, làm ra bông ở trên những cái cành vượt, cành 45 độ á, cành vượt cành đứng á, mà nhiều người gọi là cành đực á, nó rất là khó làm bông các bạn. Thường cái cây sầu riêng ri á, nó sẽ khó ra bông lắm ở trên những cành đực đó nha các bạn, cành vượt á. Còn những cái cây sầu riêng Thái á, nó rất là dễ ra bông ở trên những cành vượt. Cho nên là cái cây Thái, sầu riêng Thái á, mà để những cành vượt thì ra bông nó dễ. Còn tương đối mình còn làm được. Chứ còn cây sầu riêng ri là nếu mà để cành vượt nhiều á, là gần như là mai này nó chỉ ra những cái đầu cành. Nó chỉ ra đầu cành và những cái cành gọi là cấp 2, cành thòng thôi các bạn. Nó rất là khó lên ra những cái cành đực, những cái cành vượt nha các bạn. Cho nên là các bạn phải lưu ý cái điều đó. Và sau một thời gian, và khi đây là có những cái cây á, nó rất là hóc búa, là những cái cây xương cá. Như cái cây này là cây xương cá này các bạn. Các bạn thấy này, xương cá này, xương cá này, xương cá này, xương cá. Đó, xương cá rất nhiều nè. Từ cái đoạn dưới gốc này lên tới trên này là khoảng 1m2 là xương cá nè. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình ấy, khi mà trồng cái con xuống đó mà bị xương cá, mình để luôn nha các bạn. Mình cứ để tự nhiên, mình cứ cho nó phát triển tự nhiên bình thường, không có việc gì mà phải bấm ngọn quá sớm các bạn. Bấm ngọn quá sớm nó không hay đâu các bạn, nó làm cho cây của mình nó phát triển chậm lại đấy. Cho nên là cái cây mà nó còn nhỏ ấy, thì mình đừng có đụng chạm gì hết. đối với những cây mà dưới 1 năm tuổi ấy, là mình để tự nhiên hết. À, tự động là 22 tháng tuổi nè, là lên tới cái tàn trên này là tự động nó xoay tàn lại các bạn, thấy không? Tự động lên trên này nó xoay tàn lại nè. Mình không cần phải làm gì hết.
thì 1m2, 1m2 với những cái cành này thì nó đâu có vấn đề đâu các bạn. Giờ 1m2 thì mình những cái cành xương cá này mình để lại 1 hoặc 2 3 cành chỗ này thôi nè. Là coi như là nó chia đôi ra thì nó còn khoảng cái gì 60 cm, 6 tấc. Đó, từ dưới cành dưới lên cái cành này 6 tấc thì nó cũng quá ok rồi các bạn. Trên này là những cành ngang nè. Nó là những cây xương cá hóc búa nha các bạn. Cứ để tự nhiên từ từ rồi tính đi các bạn. Mai này là tự nó xoay tàn thôi. Đó, tự động là nó tròn lại à. Rồi cái điều tiếp theo đó là cái điều thứ 6, đó chính là về phân thuốc các bạn. Để mà nói về phân thuốc á thì mình có ví dụ như thế này. Con nít á, thì thường là phải đi chích vaccine này, rồi phải nó rất là nhiều bệnh đấy các bạn, hay bị cảm cúm, nó dễ bị bệnh hơn người lớn. Mình người lớn à, mình rất là ít bị cảm cúm. Đó. Thì những cái cây sầu riêng lớn cũng vậy. Sầu riêng lớn ấy, thì bộ rễ của nó rất là khỏe. Cho nên á là những cây sầu riêng lớn ấy, thì bây giờ nó mình chăm sóc là mình không có cần phải mình chăm sóc, ví dụ mình cho phân hóa học hay này kia nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đối với những cây sầu riêng con á nó còn yếu. Cho nên là mình không có thuốc hóa học nhiều các bạn. Rồi cái ví dụ thứ hai đó là ăn chay các bạn. Ví dụ như những người mà ăn chay trường ấy, ăn chay trường là một tháng là ăn chay hết 30 ngày luôn. Thì nếu như theo khoa học ấy, thì ăn chay như vậy ấy, cũng không sao các bạn, nhưng mà nó sẽ không tối ưu được sức khỏe. Nếu như mà những người ăn chay ấy, mà họ chỉ ăn chay 20 ngày thôi, còn 10 ngày họ ăn thịt cá, thì sức khỏe của họ được tối ưu gần như là rất cao nha các bạn. Đó. Thì cái cây sầu riêng nó cũng vậy. Xây dựng cây sầu riêng con, đặc biệt là trên cây sầu riêng con, khi mà mình chăm sóc á, mình cho nó ăn phân hữu cơ là khoảng 70%, còn 30% còn lại mình phải cho nó ăn phân NPK hóa học thì cái cây nó mới phát triển toàn diện tối ưu được các bạn, chứ không phải là mình cho nó ăn phân hữu cơ hoài được đâu nha các bạn. Đó. Kể cả trong cái việc ăn chay ấy, mình ví dụ cũng vậy, thì ví dụ như cây sầu riêng con này là cứ mỗi một cây ấy thì mình cho nó phân gà nở, cứ mỗi lần ra một cây mình cho nó phân gà nở. Và đặc biệt nha các bạn, mùa mưa này cho ít thôi, mùa mưa này đừng có cho nhiều như mùa nắng, ví dụ như mùa mưa này cho nửa ký thôi, cây 22 tháng tuổi của mình cho nửa ký hoặc một ký là cũng ghê lắm rồi các bạn. Còn có thể là trong cái mùa nắng, mùa khô ấy, mình có thể cho ký, ký rưỡi, 2 ký là nó không thành vấn đề, bởi vì đó là mùa nắng. Còn mùa này mùa mưa nó giữ ẩm cao các bạn, mình hạn chế, mình đừng có cho nhiều quá, mình vẫn cho một cây, mình cứ vẫn cho nhưng mà mình đừng cho nhiều quá. Và cái phân hóa học á, phân hóa học mà phân NPK là mình cho cái phân cho cái cây con này nè, thì là mình cho phân 16-16-8 các bạn. Tới thời điểm hiện tại như thế này thì cây khi mà nó đạt được 1 năm tuổi thì mình cho được một nắm tay các bạn. Một nắm tay thì nó rơi vào đâu đó là 100g là phân 16-16-8 bỏ xung quanh gốc. Đó. Tới 22 tháng tuổi này là đợt vừa rồi mình cho nó thêm nắm tay nữa. Đấy. Các bạn thấy không? Cho nó được 2 lần phân NPK thôi mà nó tốt như vậy các bạn. Trong cái khoảng thời gian đó đó mình ít cho phân NPK, nó chỉ ăn hóa học ấy, thì cái bộ lá của nó ấy, mình cảm thấy là nó lâu lâu nó cứ thiếu phân đó các bạn. Mà cây nó thiếu phân ấy, nhìn nó biết các bạn, lá nó hơi vàng vàng á, không có nhện đỏ không có gì hết mà lá nó hơi vàng vàng, nó thiếu phân á, thì cái trường hợp thiếu phân này là không bị sao nha các bạn. Thà là thiếu cây con, thà là nó thiếu phân tí mà cây nó khỏe, y như là những cái đứa mà nó không có, những đứa trẻ mà nó không có đủ điều kiện đó các bạn, nó sống ở trong một cái môi trường bình thường, không có đủ điều kiện như là những nhà giàu, những cái bạn trẻ, những cái đứa nít mà trong những cái nhà giàu á thì họ chăm sóc quá, nhiều khi cái kháng sinh của nó yếu các bạn. Thôi mình cứ để, nhiều khi mình cứ để tự nhiên một chút đó, mình cứ để tự nhiên một chút thì nhiều khi mà nó nghịch đất nghịch này nghịch kia vậy mà nó lại khỏe các bạn. Đó, giống như cây sầu riêng con này cũng vậy thôi, mình cho nó thiếu một tí thì nó không sao, chứ còn hơn là dư các bạn, dư là nứt thân xỉ mù hết. Còn đối với lại cái thuốc mà mình xịt ở ngoài lá thì mình chủ yếu là mình dưỡng tobasan các bạn. Tobasan thì trong đó nó có các axit amin nè, rồi các cái trung vi lượng axit amin, rồi chất hữu cơ. Mà axit amin ấy, chủ yếu nó hay ở cái chỗ như vậy các bạn. Cây con ấy, thì thường nó phải khi mà bón phân NPK xuống hoặc là phân hữu cơ xuống đúng không, thì nó phải tổng hợp cái phân đó để nó chuyển hóa những cái NPK đó thành những axit amin đó, để nó đưa vô cây nó ăn. Thì bây giờ mình xịt trực tiếp cái axit amin nó vô trong cây thì cây nó không cần phải
làm việc quá sức, cây con ấy, nó không cần phải làm việc quá sức ở cái bộ rễ, là nó phải ăn rồi nó chuyển hóa, giống như là mình cho nó uống một chút thuốc bổ vậy các bạn. Nhưng mà mình đừng có cho nó uống nhiều quá. Ví dụ như cái cây con ấy, thì mình xịt một cơi đọt ấy, mình xịt khoảng 2 lần tô ba xanh, bởi vì nó còn nhỏ. Còn cây to ấy, thường mình xịt chỉ một lần tô ba xanh thôi. Là mình đang nói về thuốc dưỡng nha các bạn. Thuốc dưỡng nhiều lắm, có thể kể đến là tô ba xanh nè, của mình là mình xài rất là hay nè, mà nó rẻ tiền các bạn. Tính ra nó rẻ hơn những cái loại kia, nếu mà so với CQ nè, rồi với những cái loại khác như Resi nè, những cái loại khác nữa thì nhiều lắm. Nói chung là phân bón lá thì mình thấy rằng là những cái loại phân bón lá xịt lên lá đều tốt cả các bạn. Nó không có ít bị giả, ít bị hàng giả, ít bị hàng nhái. Cho nên là những cái phân mà phân bón lá thì thường các bạn xịt cái loại nào cũng được. Thì các bạn xem coi cái giá thành của nào mà nó tương đối, mà nó rẻ thì mà nó tốt, nó hiệu quả thì mình sử dụng thôi, không có vấn đề gì nha các bạn. Đó là những cái mà mình lưu ý cho cái cây sầu riêng con. Mình chăm sóc chủ yếu là hữu cơ vào cái giai đoạn nhỏ này, và cũng phải nêm cho nó một ít NPK vô các bạn. 70-30 các bạn, 70% hữu cơ thì 30% là cho nó phần NPK vô thì phát triển nó mới toàn diện được. Giống như người ăn chay thôi các bạn, ăn chay 20 ngày, còn 10 ngày thì mình ăn thịt cá vô thì nó tối ưu được sức khỏe của mình. Còn cái cây sầu riêng lớn rồi các bạn, to rồi, cây sầu riêng mà nó to rồi thì mình không có cần phải mình không cần phải chăm sóc nó quá đặc biệt như cây con đâu. Cây to thì mình cứ sau thu hoạch mình đi một lần hữu cơ vậy thôi á, mà cây nó đã khỏe rồi. Rồi cây con này thì chủ yếu là mình phải kích rễ nha các bạn. Mỗi một cơi là phải kích rễ cho nó một lần. Bộ rễ của cây con này nó rất rất quan trọng, là quan trọng gần như là ưu tiên hàng đầu là bộ rễ nha các bạn. Rễ mà nó khỏe thì cái cây con nó phát triển mới mạnh được, nó mới lớn nhanh được. Chứ còn mà cây con này mà bộ rễ nó yếu á, là không có tổng hợp được cái dinh dưỡng các bạn. Cho nên là cây con là cứ kích rễ nha các bạn, cứ một cơ là kích rễ một lần. Còn cây sầu riêng lớn của mình thì sau thu hoạch mình mới tưới kích rễ một lần, mình tưới humic một lần à. Chứ còn lại là mình chăm, tại vì mình chăm như vậy thì cây to của mình nó đã tốt quá rồi các bạn. Tại vì đất của mình là đất đỏ ba gen nè, mình chăm sóc như vậy nó tốt quá rồi, cho nên là mình không cần phải đầu tư hơn. Nếu mà các bạn á, mà cái đất của các bạn á, mà các bạn thấy là đổ một lần humic á, mà cây của mình nó phát triển nó cứ không phát triển tốt mà nó cứ còi cọc, thì mình có thể đổ thêm nữa, đó là mình đầu tư thêm. Đó, tùy vào một cái mức độ đất, cái chất đất của mình, xem coi là cái độ dinh dưỡng của nó, rồi cái bộ rễ nó phát triển như thế nào, thì mình sẽ chăm sóc phù hợp với lại cái đất của mình nha các bạn. Còn mình thì mình chỉ đổ humic một lần, thì mình sau thu hoạch đó là mình đã thấy cây của mình nó phát triển quá tốt rồi các bạn. Những cây sau nó phát triển tốt lắm, như thế là đủ, cho nên là mình không có cần phải đầu tư hơn. Mình cũng tiện đây mình cũng nói về cái cây sầu riêng hột này các bạn. Sầu riêng hột này của mình là 40 năm rồi, 39 năm các bạn, 39 năm, đúng chính xác là 39 năm, gần 40 năm. Đấy, đây là hai cốt này. Cái cây này ấy, nó rất là cao. Cái cây này nó rất là cao, nó cao tới khoảng chừng 20 mấy 30 mét nữa các bạn. Khi mà cao quá đó mình không có chăm sóc được đấy các bạn. Cây này nó rất sai nha. Cây này nó sai lắm, nó cả hơn 100 trái cơ. Nó trăm mấy, 200 trái ấy, nó rất là sai. Nhưng mà năm nào á, mỗi lần mà tới mùa ấy, nó cũng bị rụng, bị bão các bạn. Chỉ cần gió thôi là cái cây sầu riêng hột này ấy, nó sẽ rụng ít nhất từ 20 đến 30 trái. Và khi cao quá mình bị sóc móc, chưa kể sóc móc nữa các bạn. Vậy thì nó quá thiệt hại đi. Kể đây thì nó quá thiệt hại, mà mình chăm bón phân vô thì nó lại bị sạc hết, rụng hết xuống đất. Cho nên á, tại sao mình mới quyết định á, là mình cưa một phát một ngang luôn các bạn. Cưa ngang luôn nha. Đó, mình cưa ngang cái thân chính của nó nè. Cưa ngang cây luôn. Chỉ còn khoảng cái chừng 9-10 mét. 9 mét, tầm 9 mét thôi các bạn. Thì sau khi mà mình cưa ngang á, cái kết quả của năm sau á, giai đoạn mà mình cưa đi ấy, mình thật sự mình cũng đánh đo nó, mình không biết là liệu năm sau biết nó có cho trái không. Mình cưa đi như thế này rồi nó có bị làm sao không. Thì thực chất ra các bạn, mình rất bất ngờ nha. Bởi vì những cái thử nghiệm này là mình đang mang cho lại mình một cái hiệu quả rất bất ngờ nha các bạn. Tới cái mùa tới ấy, sau khi mà mình cắt đi, nhưng mà năm sau ấy, nó vẫn cho mình 100 trái sầu riêng các bạn. Vẫn cho mình 100 trái, và cái năm tiếp theo vẫn cho 100 trái. Trên những cái cành mà nó còn lại như thế này, ở dưới thấp như thế này, một cành nó đeo tới 30 mấy 40 trái các bạn. Và mình cực kỳ bất ngờ, mình thật sự là mình cũng không hiểu tại sao mà nó lại
lại được như thế. Thì về sau này mình bắt đầu mình ngồi mình ngẫm lại các bạn. Sầu riêng ấy, khi mà cắt đọt đi như thế này nè, nó quan trọng nhất là làm sao mà nó phục hồi lại đủ lá. Đối với bản thân mình, nếu như mà nó mọc lại đủ lá thì mùa tới nó sẽ làm vẫn đạt các bạn. Và cái điều khó tiếp theo ấy, trong cái việc mà cắt đọt đi như thế này nè, là làm bông. Nó sẽ khó ra bông hơn bình thường, bởi vì nó đang bị thiếu lá, cho nên là cái việc thay lá của nó cần phải bù cái lượng lá vô thì để cho nó gọi là sinh trưởng lại các bạn. Cho nên là thường thì làm bông nó sẽ khó. Thì những cái cây như thế này á, mình rút ra cái kinh nghiệm á, là mình sẽ phải bỏ lân gốc các bạn. Mình bỏ lân cho nó ngặt, nó nhiều hơn một chút. Những cây như thế này mình sẽ bỏ lân nhiều hơn một chút. Tức có nghĩa là ví dụ như cái cây của mình bây giờ mà nó 40 năm như thế này á, thì chỉ bỏ khoảng chừng 20kg lân thôi, bởi vì như vậy thì nó nhiều quá rồi các bạn. Nhưng mà nếu mà mình để nói về so với những cái cây sầu riêng mà xây cây sầu riêng mà khoảng cái chừng ví dụ như 10 năm đi, 10 năm thì mình bỏ khoảng cái chừng 10kg, nhưng mà mình sẽ cho thêm 5kg nữa là 15kg. Còn những cây khoảng 9 năm thì cho 14kg, 9 năm là cho 9kg lần cộng thêm 5kg nữa. Hoặc là đó là những cái cây mà mình cắt đi là mình sẽ cho như thế, thì mình làm bông á nó sẽ ra nha các bạn. Và sầu riêng á mình chỉ thấy là làm bông nó mới khó thôi. Còn lại những cái giai đoạn sau mà làm đậu trái ấy, thì khi mà mình làm vững rồi các bạn, thì mình lại không quá sợ về cái việc là giữ trái trên sầu riêng nha các bạn. Bởi vì ấy, giữ trái trên sầu riêng nó chỉ khó nhất là điều tiết nước thôi. Các bạn cứ theo dõi kênh mình đi, thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều về cách là điều tiết nước nữa. Điều tiết nước được và kéo đọt được thì cái việc còn lại ấy, nó sẽ rất đơn giản. Mình chỉ đi phân NPK thôi mà mình ấy, nguyên một cái chặng đường sau các bạn thấy mình chăm sóc, mình chỉ đi phân NPK bình thường thôi, cây vẫn khỏe, vẫn sung, vẫn tốt và trái rất đẹp như bình thường. Thì các bạn theo dõi kênh của mình thì các bạn cũng sẽ hiểu đó. Thì đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn, để các bạn cô chú anh chị và các bạn một phần nào đó mình hiểu hơn về cây sầu riêng đó. Về cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn, để cô chú anh chị và các bạn nó có một cái nhìn tổng quát hơn đó. Để mình áp dụng cho cái vườn của mình cho nó được sản lượng tốt, rồi mình tự tin mà mình làm các bạn. Này là mình chia sẻ trên tất cả những kinh nghiệm gì của mình có được đó, mình chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng tham khảo để chúng ta cùng làm nha. Rồi nếu mà cô chú anh chị và các bạn nếu mà thấy những cái video của mình chia sẻ như thế này mà hay và bổ ích, thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ đó. Và mình xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những chia sẻ bổ ích hơn nhé. Bye bye.